tùy tư bay thì ngắm khi quân dự đã đánh Đức Chúa Giêsu đoạn thì người mặc áo y vào mà áo ấy dính máu nơi dầu nghi đoạn đánh thì quân dự lại giật áo đi cho nên máu nơi dầu y đòn đánh lại chạy ra y theo y nó liền khiến Đức Chúa Giêsu mặc một áo đỏ đoạn lấy những gai quanh tròn làm nên đông vào đầu ô Đức Chúa Giêsu bảy mươi hai cái gai thì lọt vào ốc máu chảy xuống đầy mặt dòng nghi dòng nghi nó liền khiến người ngồi đoạn quỳ xuống nhạo rằng tâu du rêu cùng nhổ ngang nghi mặt có đứa lấy hùi mà vá trên gai lọt vào cho lắm có kẻ thì vàng nghi mặt cho nên máu trong miệng cháy ra nghi khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện ý một kinh lạy cha mười kinh kính nghe mừng nghi thương Đức Chúa Giêsu là Chúa thật trời đất xin cho chúng con thờ phượng cùng kính mến trên hết mọi sự.